Thưa quý vị và các bạn, Hội thi tin học trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội tin học Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 1995. Qua 25 năm tổ chức, hội thi đã trở thành một hoạt động truyền thống trong lĩnh vực công nghệ thông tin dành cho thanh thiếu nhi. Mỗi năm đã thu hút hàng trăm nghìn học sinh trong các cấp của cả nước tham dự. Từ đây đã có rất nhiều nhân tài trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin trưởng thành và có những đóng góp quan trọng cho đất nước. Hội thi cũng đã chắp cánh cho biết bao ý tưởng sáng tạo được bay cao, bay xa, góp phần làm rạng danh thế hệ trẻ Việt Nam. Năm 2019, Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 25 được tổ chức tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đánh dấu một bước đổi mới toàn diện về nội dung, hình thức thi và xu hướng phát triển khoa học công nghệ toàn cầu, thu hút sự tham gia của 248 thí sinh đến từ 52 tỉnh thành đoàn và trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Các thí sinh tham gia đua tài ở 3 cấp học, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, 117 sản phẩm sáng tạo vòng chung kết được lựa chọn qua các hội thi cấp tỉnh của 17 tỉnh thành đều có ý tưởng phong phú và có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn cao. Năm 2019 thì cuộc thi có 3 cái điểm mới. Thứ nhất là chúng ta đưa vào thêm những cái nội dung thi mới để gắn với chương trình đào tạo phổ thông hiện nay về tin học, các cái ngôn ngữ lập trình mới, các cái công cụ tin học mới để các em học sinh có thể tham gia thi và đạt kết quả cao. Cái thứ hai là công tác tổ chức hội thi thì được đa dạng hơn, kết hợp với tổ chức các cái hội trại về khoa học, về sáng tạo, về trải nghiệm cho các em. Và cái thứ ba thì cuộc thi năm nay huy động được cái sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp rất lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đến với cuộc thi, có nhiều em học sinh tuy nhỏ tuổi nhưng đã thể hiện khả năng vượt trội và niềm đam mê với máy tính. Không ít em tự mày mò học các kiến thức lập trình trên mạng và mới chỉ ở lứa tuổi học sinh tiểu học mà nhiều em đã sử dụng thành thạo Visual Basic, Scratch, Pascal, Logo. Ở lứa tuổi thích chơi game, có em tự mày mò viết code làm mã chương trình dựa trên ý tưởng từ các trò chơi game 3D có sẵn. Khả năng của các em khiến gia đình, thầy cô bất ngờ, không chỉ giỏi lập trình, các giám khảo còn bất ngờ trước kỹ năng xử lý các phần mềm máy tính của nhiều thí sinh nhỏ tuổi. Không khí của đây năm nay vô cùng tưng bừng, náo nhiệt. Có rất nhiều sản phẩm khác nhau như là cái nhà thông minh hoặc là thiết bị đeo hỗ trợ phát hiện đột quỵ. Em thấy là nó vô cùng sáng tạo. Mình được tiếp xúc với nhiều sản phẩm, mình có thể học hỏi được nhiều. Còn hơi lo một tí đó là không biết sản phẩm của mình có thể cạnh tranh được với sản phẩm các tỉnh khác không. Phần mềm của các bạn trong hội thi thì rất là hay, rất là sáng tạo và giúp ích được rất nhiều cho cuộc sống. Sau hội thi thì em đã học được rất nhiều thứ, về đầu tiên là về kiến thức, sau đó là về những kỹ năng mà mình cần có để sau này có thể giúp ích được cho xã hội. Theo đánh giá của ban giám khảo, các thí sinh đã chủ động tiếp cận nhiều công nghệ mới, mô hình hiện đại. Nhiều em biết sử dụng những công nghệ nhận dạng giọng nói, bản đồ, vân vân để tích hợp vào sản phẩm của mình. Các em đã có ý thức tiếp cận và khai thác các cái công nghệ mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo hoặc là nhận dạng ngành, tuy nhiên ở những mức độ khác nhau. Và một số những cái vấn đề của xã hội đã được các em quan tâm, thể hiện phần nào trong những sản phẩm của mình. Về sáng tạo thì chúng tôi cũng rất là mong muốn trong thời gian tới thì không chỉ là những vấn đề lớn nhưng những vấn đề nhỏ liên quan đến các em, các em cũng có thể là đưa vào những cái sản phẩm cụ thể để có thể giải quyết những bài toán không chỉ cho xã hội mà cho chính cái lứa tuổi của các bạn. Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 25 năm 2019 đã khép lại với những phần thưởng xứng đáng dành tặng cho những tài năng công nghệ thông tin. Ban tổ chức hội thi đã trao 7 giải nhất, trong đó có 5 giải nhất thuộc phần thi kỹ năng, 2 giải nhất thuộc phần thi sản phẩm sáng tạo, 19 giải nhì, 31 giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất nhì ba đồng đội cho các đơn vị Đà Nẵng, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế và 3 giải nhất nhì ba cho các thí sinh có bàn phím nhanh. Trên cơ sở kết quả hội thi năm nay và đánh giá tổng kết lại 20 năm tổ chức hội thi trong thời gian vừa qua, thì ban tổ chức hội thi, ban chỉ đạo hội thi sẽ có tham mưu với ban bí thư trung đoàn và các cơ quan phối hợp có liên quan như Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Khoa Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam để đổi mới kỳ thi theo 3 cái định hướng lớn. Thứ nhất là sát thực hơn
với lại cái chương trình đào tạo về tin học ở các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông hiện nay, đáp ứng cái yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin cho đất nước trong thời gian tới. Cái thứ hai là phải tạo ra một cái sân chơi liên tục, rộng khắp và nó hết sức là hấp dẫn, linh hoạt để cho các bạn trẻ có thể tham gia và phát huy cái tài năng, trí tuệ của mình. Cái thứ ba là gắn cái sự tham gia của các doanh nghiệp, của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin với lại cuộc thi để cuộc thi sát hơn với thực tiễn. Và thông qua đấy thì chúng ta cũng thể cung cấp ban đầu những cái nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin để cho các doanh nghiệp, các tổ chức có thể quan tâm tiếp tục bồi dưỡng, phát huy các bạn trong thời gian tiếp theo. Hội thi tin học trẻ đã trở thành một sân chơi trí tuệ, kết nối những đam mê, khơi dậy và gieo những hạt giống ước mơ, sáng tạo. Đây sẽ là bước khởi đầu vững chắc, thổi bùng lên những ngọn lửa đam mê cho các em học sinh tiếp tục bước tới trên hành trình tìm kiếm và chinh phục những đỉnh cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ luôn là người bạn đồng hành, khơi dậy và hỗ trợ các em đi tới những thành công mới để đưa nền công nghệ thông tin của nước nhà sánh vai tốc độ phát triển với các cường quốc công nghệ khác trên thế giới.